Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an các tỉnh thành phố có liên quan, vừa triệt phá băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hơn 200 tỷ đồng. Theo đó, băng nhóm này được tổ chức thành 3 tuyến gồm D1, D2, D3. Cụ thể, D1 là các đối tượng sẽ đóng vai cán bộ làm việc tại các cơ quan chức năng có nhiệm vụ gọi cho những người dân theo danh sách đã soạn sẵn, thông báo tới con mồi việc bị khóa sim phong tỏa tài sản ngân hàng vì nạn nhân đang liên quan tới các tổ chức lừa đảo hoặc tài khoản, số điện thoại đang được các tổ chức lừa đảo sử dụng để hoạt động phạm tội. Khi bị hại đã tin tưởng, các đối tượng D1 sẽ chuyển cuộc gọi của nạn nhân cho D2. Sau khi bị hại cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng, mật khẩu cho D2, các thông tin này sẽ chuyển cho D3 là các đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây. Dây ba yêu cầu bị hại ra ngân hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, đọc thông tin đăng nhập và các mã OTP cho đối tượng, qua đó chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng điện tử của bị hại. Cơ quan điều tra xác định Tăng Quảng Vinh, sinh năm 1989, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những đối tượng chủ mưu quản lý, điều hành kết cấu với các đối tượng để lừa đảo người dân. Liên quan tới đường dây trên, cơ quan công an đã bắt giữ 26 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An.